Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quan như lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và khỏi nước cực lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn tịnh độ, tính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho các thầy chúng sanh đều phát Bồ đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ đại kinh giải diễn nghĩa chủ giảng lão pháp sư Tịnh Không chuyển ngữ hạnh chương biên tập minh tâm thời gian ngày 17 tháng 9 năm 2011 Địa điểm Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Hồng Kông tập 599 Chư vị Pháp Sư, chư vị Đồng học mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 788 Hàng thứ nhất Duy Ma Kinh Gia Tường Sử nói Pháp nhãn tịnh Tiểu thừa có Pháp nhãn Đại thừa cũng có pháp nhãn. Pháp nhãn tiểu thừa tức sơ quả. Thấy được pháp tự đi gọi là pháp nhãn. Ở trước chúng ta học đến đây. Pháp nhãn tiểu thừa sơ quả sẽ đạt được họ đạt được điều gì thấy được pháp tử đi chúng ta cũng biết được pháp tử đi trong kinh điển đại tiểu thừa nói rất nhiều danh tướng đều rất quen thuộc không xa lạ chút nào chúng ta có pháp nhãn chăng không có Người ta là chứng ngộ Còn chúng ta là giải ngộ Chúng ta là tri thức Người ta là cảnh giới thân chứng Điều này không giống nhau Ở trước Chúng ta nói rất nhiều Quan trọng nhất là buông bỏ Những lý sự này Chúng ta đều biết rõ nhưng không buông bỏ được. Trong kinh điển Đại Tiểu thừa, Đức Phật nói rất nhiều. Thực tế mà nói, phàm phu thành Phật chỉ trong một niệm. Lúc Đức Thế Tôn ở dưới cội Bồ đề làm thí nghiệm cho chúng ta, Từ hành nghi một đời của Ngài để quan sát 19 tuổi Ngài từ bỏ dương dị Từ bỏ cuộc sống phú quý trong cung đình Đây là buông bỏ phiền não chứng Ngài biểu diễn cho chúng ta thị là một phần tử tri thức hiếu học đa văn mười chín tuổi ra đi tham học định ba mươi tuổi mười hai năm học thuộc tôn giáo của ấn độ ngài đều từng tham học qua nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề vì sao vậy vì đó chỉ là tri thức nghe nhiều nghiên cứu thảo luận đều thuộc phạm vi tri thức như ngày nay chúng ta thường nói cho nên lại biểu diễn một lần nữa cho chúng ta thấy ngài nhập định dưới cội bồ đề buông bỏ tất cả sở học của mười hai năm đây là buông bỏ sở tri chương đây là hai loại lớn chướng ngại diệt thành phật hai loại chướng ngại phiền não chướng sở tri chướng lần này ngài buông bỏ sở tri chướng kết quả là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh chúng ta nên nhớ rằng vấn đề này không phải học mà được không liên quan đến quán học đa văn nếu trong quá trình dạy học trong tất cả kinh luận đại tiểu thừa đức phật thường dạy chúng ta sở dĩ làm chúng sanh vì chúng sanh không trở về được cội nguồn không kiến tánh Vấn đề chính là ba loại chướng ngại. Trong kinh Hoa Nghiêm gọi nó là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thông thường trong kinh điển Đại thừa gọi nó là vô minh phiền não. Nghĩa là vọng tưởng. Trần sa phiền não là phân biệt. Kiến tư phiền não là chấp trước Chính là ba loại này Nếu buông bỏ được ba loại này Ta sẽ thành tựu Đồng thời Buông bỏ ba loại Đức Thị Tùng biểu diễn là cùng một lúc buông bỏ Ngài Huệ Năng biểu diễn cho chúng ta thị Cũng là cùng một lúc buông bỏ đây là hàng thượng thượng căn Một nghe ngàn ngộ Chúng ta nên nhớ Ngài Huệ Năng chưa từng đi học Chưa biết chữ Người bây giờ gọi là người không có văn hóa Gia cảnh vô cùng bần hàng cha qua đời sớm ngày với mẹ sống nương nhau mỗi ngày vào núi đốn củi gánh vào thành bán tiền bán được đi mua gạo mua rau đem về nuôi mẹ già Cuộc sống rất gian khổ Là nhờ vào lao lực để sống Hiện nay nghề bán củi này không còn Bây giờ trong bếp dùng điện dùng ga Không dùng củi Thời kháng chiến vẫn còn dùng củi Các thành phố tương đối Đều không có nước máy vẫn nấu lò chúng tôi sống trong thời kỳ kháng chiến bán nước gánh nước vào thành bán bán củi đây là những thứ cần thiết trong cuộc sống hình như ngày này họ có khách cố định họ lo việc củi nước của mấy nhà đồng nghĩa nói họ bao luôn Bây giờ ngày này không còn, ngày này rất vất vả. Ngài Huệ Năng dựa vào nghề này để mưu sinh, tuổi còn rất trẻ, mới 24 tuổi. trong lúc đi bán củi ngẫu nhiên nghe được cầm tiền đi ra ngẫu nhiên nghe được ở trong phòng ngài ở ngoài cửa nghe được ở ngoài cửa sổ nghe có người đọc kinh ngài liền đứng nghe một lúc cảm thấy rất thú vị nói hay quá đợi họ đọc xong Ngài liền đi vào thịnh giáo Lúc nãy ông đọc gì vậy? Ông ta nói tôi tụng kinh kim cang Ngài liền đem mấy câu nghe được Cảm nhận của mình Nói ra chia sẻ với vị cư sĩ này Ông này nghe xong cảm thấy vô cùng kim ngạc Kinh điển này rất thâm sâu Vậy mà Ngài hiểu được ý của nó Đàm luận một lúc hiểu được hoàn cảnh của Ngài Vị cư sĩ này nói căng tánh ông lanh lợi Ông nên thân cận ngũ tổ Gia cảnh của Ngài Thanh hàn. vị cư sĩ này vô cùng khẳng khái tặng ngài mười lượng bạc để làm phí lo cho gia đình ông tìm thêm một vài người đồng tu giúp ngài chăm sóc mẹ già để ngài yên tâm đi tham học mẹ già của ông để chúng tôi chăm sóc điều này đối với ngài mà nói đây là việc vui lớn lao để đến hoàng mai gặp ngũ tổ Ngũ tổ hỏi ngài Người đến đây để cầu điều gì? Ngài thưa với ngũ tổ Con muốn làm Phật Đại khai trong đời ngũ tổ Chưa gặp được người nào như vậy Thông thường người ta đều cầu thăng quan phát tài mà đến hoặc là đến để học tập kinh giáo Nhưng Ngài đến là để làm Phật Quý vị xem mục tiêu khác nhau Ngũ tổ cũng là một bậc siêu tuyệt Người đến làm Phật ta sẽ giúp người thành Phật Hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức Ở trong chùa Phân phối cho Ngài một công việc Là giả gạo chẻ củi Làm đúng nghề của Ngài Lúc đó chùa của ngũ tổ vô cùng hương thịnh Mỗi ngày có hơn một ngàn người ăn cơm Người làm việc trong bếp rất vất vả Bảo Ngài đi giả gạo chẻ củi Suốt tám tháng như vậy Ngài ở Hoàng Mai làm khổ công Giảng đường của chùa Ngài chưa từng đến Chưa nghe được một bài giảng nào Cũng chưa ngồi được một cây hương nào trong thiền đường Nhưng khi truyền y bác ngũ tổ lại truyền cho ngài Chúng ta mới biết ngũ tổ với ngài Huệ Năng Trong hai người họ có sự ký kết ngầm người khá không nhận ra để ngài đến làm khổ công ở chùa suốt tám tháng đó là gì là tu phước người học phật không thể không có phước báo không có phước báo không thể hoàn pháp lợi sanh hoàn pháp lợi sanh phải có phước báo lên nên để Ngài tu phước Chỉ có đêm cuối cùng triệu kiến Ngài Canh ba nửa đêm tôi dự đoán Nhiều nhất là hai tiếng đồng hồ Ngài không biết chữ Không cần đưa kinh cho Ngài xem Ngụ tổ giảng đại ý kinh kim cang cho Ngài nghe Giảng đến câu ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm khoảng 1/3 kinh kim, kim cang. Ngài liền giác ngộ đại triệt đại ngộ. Ngài đưa ra báo cáo của mình với ngũ tổ giống như bảo vệ luận án tiến sĩ vậy, đó chính là luận án tiến sĩ. Luận án tiến sĩ của Ngài có 5 câu Nói một cách rất cảm thán rằng Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh Minh tâm kiện tánh Tánh là như thế nào? vốn tự thanh tịnh Xưa nay chưa từng bị nhiễm u, vốn không sanh diệt Không có sanh diệt vốn tự đầy đủ vốn không dao động năng sanh vàng pháp ngũ tổ nghe đến đây thì nói được rồi không cần nói thêm nữa cũng không cần giảng nữa truyền y bác cho ngài dạy ngài lập tức ra đi nửa đêm canh ba đưa ngài đi ngài ra đi ba ngày sau Ngũ tổ mới tuyên bố với đại chúng Y bác đã truyền cho Huệ Năng Và người này đã ra đi Lúc này đại chúng mới biết được sự thật Họ không phụ Quý vị tự nghĩ xem Ngài thần tú theo ngũ tổ bao nhiêu năm Mỗi người đều cho rằng nhất định y bác sẽ truyền cho thần tú Sao lại truyền cho người khác? Mọi người chia nhau đi tìm để đoạt lại y bác Đây là gì? Đố kỵ chứa ngại Thần tú dù sao cũng không tệ Sư không có tâm này Bản thân sư biết ngũ tổ có trí tuệ Tuyệt đối không tùy tiện truyền cho người khác Thần tu đối với Huệ Năng Cũng có tôn trọng Nhưng người dưới không phục Bởi thì đó là chứng ngộ không có gì khác chính là buông bỏ. Cùng một động tác, cùng một cảnh giới như Đức Thế Tôn ở dưới cội Bồ đề. Đây là đồng thời buông bỏ toàn bộ vọng tưởng phân biệt chấp trước, khó vô cùng khó khăn. Thầy Phương Đông Mỹ nói: Trước ngày Huệ Năng không thấy ai. Từ ngày Huệ Năng cho mãi đến nay cũng không thấy ai. Người như vậy thật sự gọi là bậc thượng thượng căn. Chúng ta nói đạt đến cảnh giới này Có người vài tháng đạt được Có người Năm ba năm Đạt được cảnh giới này Cũng có người Tám mươi năm Cũng có người hai ba mươi năm Đạt đến cảnh giới này Đến cảnh giới này Đều là bình đẳng Không có cao thật nhưng đó là đoạn dần dần đức phật dạy chúng ta chia thành ba giai đoạn giai đoạn thứ nhất là đoạn kiến tư đoạn được kiến tư phiền não chứng được quả a la hán tiếp định đoạn trần sa phiền não sau đó đoạn vô minh phiền não đoạn được trần sa phiền não là bồ tát Đoạn được vô minh tức thành Phật Không thông qua A-la-hán Không thông qua Bồ-Tát liền thành Phật Hạ người này vô cùng ít ỏi Làm được chăng được Chịu buông xả là được Không buông được là không thể Đây thật sự gọi là chứng ngộ chứng ngộ và giải ngộ là hai vấn đề khác nhau giải ngộ những gì ta đạt được là thường thức ngày nay chúng ta gọi là tri thức chứng ngộ là trí tuệ trong bản tánh vốn có trong kinh hoa nghiêm nói tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng của như lai mỗi người đều có nhưng bị ba loại chướng ngại này ngăn trở Nếu buông bỏ được thì tất cả đều hiện ra Nhất thời đốn xả là nhất thời đốn ngộ Đức Phật và Ngài Huệ Năng biểu diễn là nhất thời đốn ngộ Không có giai cấp Không có thời gian Ngay tại lúc này Đạt được cảnh giới này Quý vị xem Trong đời Ngài Huệ Năng Trong hội của Ngài Có 43 người khai ngộ Đều đạt đến cảnh giới như Ngài Nhưng không phải cùng một lúc Như vừa nói có người mấy tháng có người mấy năm Có người mười mấy năm Nhưng đều đạt được cảnh giới này Phật giáo chính thức truyền đến Trung Quốc Hán Minh Đệ phái đặc sự đến Tây Dực Lễ thỉnh về Trung Quốc Lúc đó là năm diễn bình thứ mười, Năm 67 công nguyên Đến nay là gần hai 000 năm trong hai ngàn năm nay chư vị nên biết minh tâm kiến tánh là thành phật phật này đại sư thiên thai gọi là phần chứng tức phật không phải viên mạng cứu cánh phần chứng tức phật trong kinh hoa nghiêm gọi là pháp thân bồ tát Nghĩa là nói Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước Quý vị tự nghĩ xem phải chăng họ là bình đẳng Khởi tâm động niệm đều không có Đương nhiên là bình đẳng Vì sao trong bình đẳng Vẫn còn giai cấp Giai cấp này phân biệt như thế nào 41 giai cấp Sơ trú Bồ Tát Là không khởi tâm không động niệm Buông bỏ khởi tâm động niệm Định đặng giá Vẫn là không khởi tâm không động niệm Trong này có 41 địa vị Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng Thập địa đặng giá 41 địa vị đều ở trong cõi Thật báo trang nghiêm đó là nhất chân Pháp giới Vì sao gọi họ là Phật Dụng tâm không giống nhau Trong mười Pháp giới Tất cả đều coi là phàm phu trên lục đạo của mười Pháp giới Có Thanh Văn, A-La-Hán Có Bích Chi Phật Có Bồ Tát, có Phật Đều được coi là Phàm Phu Đái thừa gọi là ngoại Phàm Phàm Phu bên ngoài lục đạo Phàm và Thánh này tiêu chuẩn là gì? Lấy tâm làm tiêu chuẩn Chân tâm là Thánh Nhân Giọng tâm là Phàm Phu Giọng tâm là gì? Giọng tâm là tâm sanh diệt Quý vị xem tâm và ý niệm của chúng ta Niệm trước diệt thì niệm sau sanh Sanh diệt không ngừng Mà tốc độ sanh diệt lại rất nhanh Đây là dùng giọng tâm Chân tâm bất sanh bất diệt Đại sư Huệ Năng đã thấy được Đâu ngờ tự tánh dũng không sanh diệt Đây là kiến tánh Ngài thấy được liền áp dụng ngay Ngài dùng là tâm bất sanh bất diệt Chúng ta dùng là tâm sanh diệt Tuy học được rất nhiều kinh giáo Thời gian lâu ngày Thời gian lâu là quân tu nhưng không dùng được. Trong cuộc sống vẫn dùng tâm sanh diệt, đây tức là phàm phu. Nếu dùng tâm bất sanh bất diệt, đó chính là Phật, là pháp thân Bồ Tát, tiêu chuẩn là điểm này. Tiêu chuẩn này quá cao. 41 địa vị trong kinh Hoa Nghiêm Chúng ta nên lý giải nó như thế nào? Ở trước có ví dụ Tuyệt đối không được sơ suất A-la-hán Đoạn tận kiến tư phiền não Nhưng chưa đoạn tận tập khí Đoạn kiến tư phiền não là chứng quả a la hán Nếu tập khí kiến tư phiền não cũng đoạn Họ không phải là a la hán mà họ là bích chi Phật Quý vị xem đoạn tận tập khí Bồ Tát Nâng cao thêm một bậc Đương nhiên Bồ Tát đoạn gì? Đoạn trần xa phiền nào Địa vị cao hơn bích chi Phật Nhưng tập khí chưa đoạn nếu đoạn được tập khí trần xa phiền não họ liên thành phật phật trong mười pháp giới cao nhất trong mười pháp giới Kiến tư phiền não Trần xa phiền não Đến tập khí cũng đã đoạn Nhưng vô minh phiền não chưa đoạn Vô minh là khởi tâm động niệm Họ không khởi tâm không động niệm Tức vượt ra ngoài mười pháp giới Họ minh tâm kiến tánh Đại triệt đại ngộ Thật sự đạt được pháp bình đẳng Trên đề kinh này nói Thanh tịnh bình đẳng giác họ đã đạt được Vì sao trong bình đẳng còn có 41 địa vị Chúng ta biết là chưa đoạn tận tập khí vô thị vô minh Vậy 41 địa vị từ đâu mà có Do tập khí dày mỏng khác nhau Vì tập khí vô minh không thể đoạn tận không như kiến tư và trần sa Hai loại này có cách đoạn Còn tập khí vô minh Không có cách nào đoạn được Phải làm sao cứ để mặc nó Thời gian lâu ngày tự nhiên không còn Cần thời gian bao lâu Trong kinh hoa nghiêm nói là Ba A Tăng kỳ kiếp Thời gian lâu như vậy Tập khí vô minh tự nhiên không còn bởi thế chúng ta biết Là do tập khí vô thủy vô minh dây mỏng khác nhau nên nói nó có 41 địa vị 41 địa vị này Nói nó có cũng được Nói nó không có cũng được Chúng ta phải hiểu ý này Vì cảnh giới này là cảnh giới bình đẳng Đều không có khởi tâm đồng niệm Nếu đoạn tận tập khi vô thị vô minh Không còn là đặng giác Mà gọi là diệu giác Trong kinh hoa nghiêm Quả vị diệu giác Chính là cứu cánh quả Phật Diệu giác không ở cõi thật bao Họ ở đâu? Họ ở thường tịch quang nghĩa là họ đã trở về thường tịch quan thường tịch quan là tự tánh dưỡng không sanh gì họ trở về đó nên lúc giảng kinh đức thế tôn nói với đại chúng ngài thành phật từ những kiếp lâu xa về trước đâu phải bây giờ mới thành phật nếu quý vị thành Phật rồi Cũng có thể nói với mọi người Ta đã thành Phật từ những kiếp rất lâu xa về trước Vì sao vậy? Vì quý vị vốn là Phật Trở về thường tịch quan Tức là trở về quê nhà Trong thiền tông nói Tìm được bản lai diện mục của ta Khi cha mẹ chưa sanh ra Bản lai diện mục là Phật Vốn là Phật đâu phải bây giờ thành hay trong tương lai thành không phải như vậy đây gọi là phân biệt chấp trước vốn là phật thật vậy không sai chút nào bây giờ thì sao bây giờ ta là một vị phật mê hoặc điên đảo có vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là như vậy nhưng vọng tưởng phân biệt chấp trước toàn là giả Không có thứ nào là thật Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Đến quả thật báo trang nghiêm đều là hư vọng Nó là điều gì biến hiện ra? Là tập khí vô thị vô minh biến hiện ra Có tập khí vô thị vô minh thì có cảnh giới này tồn tại Tập khí vô thị vô minh không còn Cảnh giới này không còn tồn tại Đạo lý chính là như vậy Vậy chúng ta cần phải biết Quý vị có kiến tư phiền não Có tập khí kiến tư tồn tại Sẽ có luân hồi lục đạo Nếu đoạn được kiến tư phiền não Tập khí có thể không cần nói đến Đoạn rồi, luân hồi lục đạo không còn Là giả không phải thật Giống như một giấc mộng Quý vị đã tỉnh mộng Mộng tỉnh là cảnh giới gì Tự thành pháp dự tịnh độ của Đức Thế Tôn Lục đạo là Ý độ của Đức Thế Tôn Quý vị đi đến quả tịnh Trong tịnh độ Kiến tư phiền não không còn Nhưng còn tập khí kiến tư phiền não Đoạn tận là Bích Chi Phật Chưa đoạn là A-La-Hán Đoạn tận trần sa phiền não là Bồ-Tát Đoạn tận tập khí trần sa phiền não là thành Phật Phật của mười Pháp giới Nếu buông bỏ Khởi tâm động niệm Tức buông bỏ vô minh Họ thật sự đã thành Phật Đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh Họ đến quải thật bao Lại một lần nữa tỉnh mộng Tự thành pháp giới vẫn là một giấc mộng Đã tỉnh mộng Sau khi tỉnh dậy là cảnh giới gì? Là cõi thật báo tra nghiêm của chư Phật Như Lai Cũng là cõi thật báo tra nghiêm của chính mình Trong này không còn vô minh nhưng có tập khí vô minh Nếu tập khí vô minh không còn Đây lại là một chất mộng Một chất mộng sau cùng Khi tỉnh dậy liền trở về tự tánh Thường tịch quang Trở về với thường tịch quan Thường tịch quan ví như con số không Khi chúng ta mê Thì biến thành chúng sanh Là tự nhất niệm bất giác Mà mê hoặc Đi một dòng lớn Sau cùng vẫn trở về thường tịch quan Trở về điểm ban đầu Trong điểm ban đầu Không có khởi tâm động niệm Tập khí khởi tâm động niệm cũng không còn Trở về khởi điểm Cứu cánh quả Phật Qua nghiêm gọi là diệu giác Đây là một sự tuần hoàng lớn nhất Khiến chúng ta trở về khởi điểm Mới biết rằng vốn là Phật trong kinh Đức Phật nói không sai chút nào Khi nào ta có thể trở về điểm ban đầu Đều ở chỗ ta có buông bỏ được hay chăng Chúng ta hiểu được đạo lý này Thấu triệt chân tướng sự thật này Có thể không buông bỏ được sao Chúng ta không có năng lực Vì nghiệp chướng quá nặng Tập khí quá sâu Không thể đồng thời buông bỏ Chỉ có thể buông bỏ ngày một ít Điều này 60 năm trước Đại sư chương gia dạy tôi Phải buông bỏ từng ngày Buông bỏ từng tháng Buông bỏ từng năm Như vậy mới có tiến bộ Buông bỏ được một chút thì Phiền não nhẹ một chút Phiền não nhẹ một chút thì Trí tuệ tăng hơn một chút trí tuệ trong tự tánh liền hiển lộ ra bên ngoài nó sẽ lộ ra một chút ta buông bỏ được mấy phần thì nó có thể hiển lộ ra được mấy phần tuyệt đối đừng để tăng trưởng phiền não như vậy là sai nhất định phải làm cho phiền não ngày càng giảm nhẹ không được để ngày càng tăng trưởng Như vậy là sai Bởi vậy nhất định phải biết Được chân tướng sự thật Tam giới lục đạo vô cùng thống khổ Sơ quả đã thấy được họ sẽ được thọ dụng khi nào chúng ta thấy được khi được thọ dụng là thấy được không có thọ dụng thì chưa thấy được chỉ nói thôi không được mà phải thật sự áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày hoàn toàn ứng dụng vào trong công việc trong xử sự, sự đối nhân tiếp vật Tu Đà Hoàng tức là cảnh giới này Đây là thấp nhất Họ đã áp dụng được Họ không chấp trước thân này là ta Họ không có biên kiến Tức không có đối lập Người khác đối lập với họ Nhưng họ không đối lập với người khác Không đối lập Khẳng định được một vấn đề là gì? Là nhất thể Giảng sử dạng vật khắp biến pháp giới hư không giới với mình là nhất thể Nhất thể sẽ không có đối lập Tuy hình tượng khác nhau Như thân người chúng ta, thân người là nhất thể Quý vị nói trên thân người có bao nhiêu sợi lông Sợi lông và ta là nhất thể Thân thể này có bao nhiêu tế bào tế bào với ta là nhất thể quý vị xem tế bào tổ hợp thành nhãn nhị tỷ thiệt thần ý ở bên ngoài bên trong lục phủ ngũ tạng tất cả đều là tế bào hợp thành hợp thành khí quản khác nhau tác dụng khác nhau nhưng là nhất thể biện pháp giới hư không giới giới ta là nhất thể nhận thức này rất tuyệt tùy chưa chứng quả nhưng có thể thừa nhận, có thể khẳng định không hoài nghi. Như vậy là nhận ra được đường đi. Tìm được đạo Bồ đề, nhận ra rất rõ ràng. Quý vị đi theo phương pháp này sao không thành Phật được? Đi theo phương pháp này tích lũy công đức tuy tích lũy công đức nhưng tâm địa thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần nếu trong lòng cảm thấy công đức này không tệ tôi đã tích lũy được rất nhiều làm được nhiều việc tốt đã có công đức nói cho quý vị biết đó là phước bao quý vị xem vừa khởi tâm động niệm liền biến công đức thành phước bao phước bao không ra khỏi luân hồi lục đạo ở trong lục đạo hưởng thụ Công đức không thể nghĩ bàn Nó có thể giúp chúng ta liễu sanh tự xuất tam giới Thế giới Tây Phương cực lạc là do công đức 48 nguyện Và năm kiếp tu hành của Phật A-di-đà thành tựu nên Phật A-di-đà là dùng công đức này gia trì chúng ta không phải giả đoạn này trong kinh niết bàn đức phật nói trước đây ta cùng các ông không hiểu được tứ chân đế nên lưu chuyển mãi Trong biển khổ lớn của sanh tử Đây là Đức Phật Thị Hiện nói Nhắc nhở mọi người Nếu thấy được tứ đế tức phải đoạn sanh tử. Ai là đương cư? Trong lục đạo chịu khổ đã đủ. Không muốn tiếp tục chịu khổ nữa, người này là đương cư. Nghe lời Phật nói, họ sẽ cảm động. Nếu đối với lục đạo vẫn còn mê hoặc điên đạo Vẫn là tham luyến không xả Như vậy sẽ không nghe hiểu được lời nói này của Phật Chịu đủ khổ Đến đâu mới chịu đủ Nhất định đến địa ngục Đến vô gián địa ngục mới chịu hết khổ tội nghiệp tiêu gần hết nghe được phật nói sẽ cảm động trong chỉ trì hội tập âm nghĩa nói đây thuộc về giới luật chỉ là cấm chỉ nhưng không sát sanh không trộm cắp không giam dục không ở đây nghĩa là chỉ Đại khai tỳ kheo giới là chỉ trì Bồ Tát giới là tác trì Bồ Tát giới là dạy chúng ta phải làm việc lợi ích chung sanh Khổ đi Khổ nghĩa là thống khổ phiền não Đây là đau khổ phiền não Tất cả hữu di tâm hành Hữu di là có sanh có diệt là phàm phu tâm hữu di gì? hành vi hữu di đây là bao gồm thân khẩu ý tâm hữu di là ý nghiệp hành là khẩu nghiệp là thân nghiệp thường gì vô thường hoạn lụy mà bị bức ép nên gọi là khổ thường thường vì vô thường hai chữ này dùng rất hay tất cả pháp đều là vô thường bao gồm cả phật pháp phật pháp là nhân duyên sanh chỉ cần là pháp nhân duyên sanh tất cả đều là vô thường phật pháp thật sự là chân thường phật pháp chân thường ở đâu chính là tự tánh của chúng ta lìa tự tánh không có pháp nào đạt được cho nên chúng ta phải biết phật và chúng ta thân thiết biết bao chúng ta không biết phật và chúng ta là nhất thể thật như người thế gian nói tâm can bạo bụi là nhất thể ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm là chúng sanh trong lục đạo định tử thánh pháp giới đối với vấn đề này đều mê mà không giác Tuy tiếp xúc kinh điển Phật giáo Phật Bồ Tát thường nói Nhưng không nghe lọt vào tai Giữa Phật và bản thân luôn có ranh giới Ngài là Ngài ta là ta Chúng ta không hề liên quan Chứ không biết được là nhất thể Trong kinh Phật thường nói Tất cả pháp từ tâm tưởng sanh Phật pháp từ tâm tưởng sanh Phật Tỳ Lô Giá Na từ tâm tưởng sanh Phật A Di Đà từ tâm tưởng sanh Lìa tâm tưởng lấy đâu ra Phật A Di Đà Đâu là thế giới hoa tạng Tâm nghĩ điều gì liền hiện ra điều đó Bởi thì Trong hội hoa nghiêm Đức Phật nói Môn sự môn vật khắp biển pháp giới hư không giới Là như thế nào? Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Tâm nghĩa là tự tánh Là tự tánh tự tánh là năng sanh năng hiện, dạng vật là sở sanh sở hiện, tuy hiện nhưng không khởi biến qua. Vì sao lại thiên biến dạng quá như vậy? Đó là a lại gia, a lại gia là thức, thức khiến nó sinh khởi biến qua. Tâm hiện thức biến. Thức là gì? Là phân biệt, là chấp trước, là vọng tưởng. Có phân biệt, vọng tưởng, chấp trước sẽ thiên biến dạng quá. Biến thành thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Thập không phải là chữ số. Thập tưởng trưng vô lượng. Vô lượng, vô biên, vô tận, vô số. Trong hoàng nguyên quán nói rất hay, xuất sanh vô tận đó là thước biến Không có thước sẽ không có biến Quả thật báo trang nghiêm nghĩa là bất biến Vì sao vậy? Vì nó không có thước Phạm là sanh đến quả thật báo trang nghiêm Tất cả đều chuyển thước thành trí Nó dùng chân tâm, không dùng tâm sanh diệt Không dùng tâm sanh diệt nên ở đó là bất sanh, bất diệt Nghĩa là không có sanh diệt Quý vị xem Bồ Tát ở đó Phải ba đại A Tăng kỳ kiếp Đây là thọ mạng dài Gọi là vô lượng thọ Đào thải Toàn bộ tập khí vô thủy vô minh Thời gian dài như vậy Thời gian dài như vậy họ không có biến quá Diện mạo của ba đại A Tăng kỳ kiếp giống như vừa mới đến đó vậy không khởi biến quá họ không có tâm sanh diệt chẳng những người không có sanh diệt cây cỏ hoa lá cũng không có sanh diệt cây cối mãi xanh tươi khác với chúng ta ở đây Cây cối ở thế gian chúng ta biến hóa theo bốn mùa Thế giới cực lạc thì Diễn hằng bất biến Vì sao vậy? Vì nó không có thức, không có phân biệt, không có chấp trước Không có khởi tâm, động niệm Làm sao nó biến hóa được Nên gọi là nhất chân Phật pháp nói thật giả, định nghĩa của nó là thay đổi nghĩa là giả, không thay đổi chính là thật. Nó là bất biến. Đức Phật nói với chúng ta là sự thật. Vì sao vậy? Người ta đã chứng được. Đã buông bỏ được vọng tưởng phân biệt chấp trước. Quý vị cần phải tin. Nếu buông bỏ được, cảnh giới của ta giống với họ. quý vị đã khế nhập Tuyệt đối không được ngộ nhận rằng Đức Phật sống trong thời đại đó mấy ngàn năm trước làm sao so với hiện nay, bây giờ khoa học phát triển. Chúng ta hưởng thụ đèn điện sáng hơn nhiều so với đèn dầu ngày xưa. Không ngờ Phật không cần điện, tự thân phóng ánh sáng. Cao siêu hơn bây giờ nhiều, ta làm sao sáng được với Phật? Bây giờ chúng ta đi đâu cũng có công cụ giao thông, có xe hơi, máy bay, thuyền, đức Phật không cần, bởi ngài có thần túc thân, nghĩ đến đâu thì thân lập tức đến đó. Chúng ta sao có thể sáng được với ngài? Phật có tha tâm thông Chúng ta khởi tâm động niệm Ngài đều biết hết Phật có túc mạng thông Nhiều đời kiếp quá khứ của chúng ta Ngài đều biết Khoa học hiện nay không đạt được Coi thường Thánh Hiền Coi thường Phật Bồ Tát Sai lầm này nặng biết bao Họ nói điều này có thể thử nghiệm xem Đây là tinh thần khoa học Chúng ta thử buông bỏ chập trước Xem phải chăng là cảnh giới của A là hạn Mỗi người đều có thể thí nghiệm Một số khoa học thời cận đại Đại khái là khoảng 30 năm lại gần đây Gần đây họ đã phát hiện được Chính là ý niệm suy nghĩ Năng lượng này không thể nghĩ bàn Tức là Đức Phật nói Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh có cống hiến nhất là mắt lan người đức đây là nhà lượng tử lực học nổi tiếng nhất thế giới ông suốt đời nghiên cứu nguyên tử nghiên cứu vật chất vật chất rốt cuộc là gì ngạn ngự nói, ông trời không phụ người quá tâm. Ông ta thật sự đã phát hiện được. Phát hiện nên kết luận của ông là gì? Kết luận nói, thế gian này căn bản không có thứ gì gọi là vật chất. Vật chất là gì? Căn bản của vật chất là ý niệm là suy nghĩ Thì ra vật chất là từ ý niệm sanh ra Ý niệm từ đâu mà có Họ không ngừng nghiên cứu Kết luận của họ là từ trong không sanh ra có Quả là rất tuyệt Những gì ông ta nói chúng ta hoàn toàn hiểu được hiện tượng ông ta nói là tam tỷ tướng của a lại gia mà đức phật nói trong kinh trong kinh điển đại thừa đức phật nói trong bát thức sức mạnh của ý thức lớn nhất cảnh giới nó phan duyên là tâm tâm sở khác đều không đạt được đối với bên ngoài nó có thể duyên đến toàn thị vũ trụ đối với bên trong nó có thể duyên đến a lại gia nghĩa là nó vẫn có phạm vi nó không duyên được tự tánh vì sao vậy phải buông bỏ mới biết được tự tánh quý vị dùng đệ lục ý thức nghĩa là dùng tư duy, tư tưởng thì chỉ có thể đạt được cảnh giới này. Bởi thì nghiên cứu vũ trụ hồng quang, các nhà vật lý học nói với chúng ta. Vũ trụ mà họ quan sát được chỉ có thể thấy được 10% còn 90% không thấy được Chúng ta hiểu được cách nói này 90% không nhìn thấy đó Đi về đâu trở về thường tịch quan Chúng ta không thể nào phát hiện ra thường tịch quan Vì sao vậy? Vì nó không có hiện tượng Nó không phải hiện tượng vật chất Không phải hiện tượng tinh thần Cũng không phải hiện tượng tự nhiên nhưng ba loại hiện tượng này đều do nó sanh ra Bản thân nó lại không phải là ba loại hiện tượng này Không phải hiện tượng vật chất Ngũ căn của chúng ta Năm căn trước nhãn nhĩ tỷ thiệt thần không duyên được Không phải hiện tượng tinh thần Đệ lục ý thức không duyên được Không phải hiện tượng tự nhiên Đến nghiệp tướng của A-lại gia cũng không duyên được buông bỏ ta sẽ thấy được các nhà khoa học chưa buông bỏ thật sự đã được cảnh giới cao nhất như đức phật nói đối thoại của bồ tát di lạc và đức thế tôn là việc của ba ngàn năm trước Y theo các bậc tổ sư Đại Đức xưa Họ nói rằng Đức Thế Tôn ra đời Vào năm thứ hai mươi tư Của Chu Chiêu Dương Giáp dần Đức Phật thuộc tuổi dần Diệt độ vào thời Chu Mục Dương Tính theo niên đại này, Đức Phật diệt độ đến nay là 3.038 năm. Cho nên lời này là Đức Phật nói vào 3.000 năm trước, tương ưng với phát hiện của Markland. Đồng thời, loại phát hiện của Markland đã chứng minh Đức Thế Tôn nói về duyên khởi của vũ trụ là thật không phải giả dạ. vì nhất niệm bất giác mà có vô minh a lại gia xuất hiện a lại gia không phải thật nó là vọng tâm từ trong chân tâm xuất hiện vọng tâm chân tâm năng hiện vọng tâm năng biến nghiệp tướng của a lại gia Ngày nay các nhà khoa học gọi là năng lượng Chuyển tướng của A-lại gia Các nhà khoa học gọi là tin tức Cảnh giới tướng của A-lại gia Các nhà khoa học gọi là vật chất Điều này quá là không thể nghĩ bàn Chúng ta đối với tam tỷ tướng của A-lại gia Rất mơ hồ nói không rõ ràng xem những chú giải của các bậc đại đức lúc còn trẻ học nghe thầy dạy nghe rất mơ hồ xem gian tự cũng rất mơ hồ bây giờ xem hoàn toàn rõ ràng không phải vấn đề trên mặt văn tự mà là trí tuệ của chúng ta chưa khai phát không nhận ra xem chú giải của cổ nhân thì bán tính bán nghi bây giờ mới tin cảnh giới bên ngoài không sai hoàn toàn là bản thân chúng ta mê hoặc biên đảo vô tri nên xem sai về nó phật bồ tát là người tu hành những bậc đại thiện tri thức này đều có định công đều có trí tuệ những gì họ nói không sai chúng ta nghe sai thấy sai còn trách họ nói không rõ ràng Quý vị nói chúng ta có tạo nghiệp chăng? Tôi tin rằng chúng ta hữu tâm vô tâm tạo tội nghiệp này không biết bao nhiêu người. Tôi rất lo lắng. Truyền thống văn hóa có thể phục hưng được chăng? Chánh pháp có thể cứu trú chăng? tôi thật sự lo lắng vì sao vậy vì không có người có tâm chân thành cung kính đó học tập mặc dù có thiện tri thức đến vậy cũng không tìm thấy học sinh học sinh tìm thầy khó thầy tìm học sinh càng khó hơn đến đâu để tìm tất cả thiện pháp thế xuất thế gian là căn bản của căn bản là hai câu trước của tịnh nghiệp tam phước hiếu dưỡng phụ mẫu phụng sự sư trưởng Tổ tông dạy chúng ta Hiếu thân tôn sư Đây là căn bản lớn của thiện pháp thế xuất thế gian Hiện nay không còn Ai hiểu được hiếu thân Ai hiểu được tôn sư Định mất tâm thái này Tùy thánh giáo ở thế gian Cũng đồng nghĩa là diệt vong Vì sao vậy? Không ai hiểu được giá trị của nó Người không hiểu giá trị Nói những vấn đề này Học những điều này Tất cả đều học thiên lệch học là tà ngụy không phải là như vậy những gì đức phật nói là thật tất cả chúng sanh vốn là phật quý vị có thể không buông bỏ được sao Buông bỏ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước chính là Phật Chỉ đơn giản như vậy Buông bỏ chấp trước thành A-la-hán liền ra khỏi lục đạo, lục đạo không còn Buông bỏ phân biệt quý vị thành Bồ-Tát Buông bỏ khởi tâm động niệm quý vị sẽ thành Phật Thật làm, không buông bỏ không được. Bây giờ mấy người chịu buông bỏ? Đối với thân này, chấp trước vô cùng kiên cố, đó là ta. Từ cái ta sanh ra tự tư tự, tự lợi. Vậy Nói thì dễ Cổ nhân Quả thật quá tuyệt Cổ nhân Dạy người bắt đầu dạy từ đâu Bắt đầu dạy từ lúc mang thai Bây giờ đến đâu để tìm Cổ lễ của Trung Quốc những lễ tí có liên quan đến mang thai người làm mẹ nhất định phải hiểu họ khởi tâm động niệm đều ảnh hưởng đến thai nhi ngôn ngữ tạo tác cũng ảnh hưởng thai nhi vậy thì trong 10 tháng mang thai đi đứng nằm ngồi đều phải đoan trang phải có lễ không có tà tư không có tà niệm một đứa trẻ sanh ra cũng đoan chánh, rất dễ dạy đứa trẻ khi mới sanh ra mở mắt ra chúng biết nhìn tay chúng biết nghe chúng bắt đầu học tập bắt đầu bắt chước vậy thì trong cổ lễ người lớn và trẻ con gặp mặt nhất định phải giữ lệ tất cả tư tưởng và hành vi bất thiện không thể tiếp xúc với những em nhỏ trẻ con vì sao vậy vì sợ ảnh hưởng đến chúng phải bảo hộ chúng như vậy mẹ là người bảo hộ chúng là thần bảo hộ ba năm một ngàn ngày thâm căn cũ đi đặt nền tảng vững chắc cho chúng bởi thế ngàn ngữ cổ có câu ba tuổi xem tám mươi đặt nền tảng lúc ba tuổi đến lúc tám mươi tuổi cũng không thay đổi là thánh nhân thánh nhân là dạy mà ra phật bồ tát cũng dạy mà được Chúng ta không thể không biết Xã hội hiện nay Thánh nhân Phật Bồ Tát đều dứt bỏ hết Phê bền họ là không có giá trị Là thư của xã hội cũ Thời đại phong kiến Không theo kịp thời đại khoa học hiện nay Đều bài xích họ Từ bỏ họ Dứt bỏ thiên tai liền hiện tiền Không cần những thứ của cổ nhân Phá hiện mới không giải quyết được vấn đề trước mắt Lúc này mọi người mới thấy cấp bách Hôm nay tôi thấy chưa vị đồng tu Đem những tiêu đề về thiên tai Đưa cho tôi xem Tuần trước hình như Có 53 lần thiên tai Tuần này là 50 lần Nửa tháng 103 lần Sao lại nhiều như vậy? mà lần này nghiêm trọng hơn lần trước trong kinh đức phật nói rất rõ ràng thiên tai do đâu mà có đó là quả có quả tức có nhân nhưng mọi người nói đó là tôn giáo đó là mê tín không hợp khoa học được dùng phương pháp khoa học để giải quyết khoa học không giải quyết được đây là vấn đề rất hiện thực được bày ra trước mắt lời của cổ nhân rất quá lý thiên tai hiện, ta hiện tiền biết tìm ai tìm tổ tông mới có thể giải quyết quý vị không chịu quay đầu không chịu thừa nhận không chịu tìm tổ tông như vậy thì quý vị đủ để chịu phải lãnh chịu phật pháp thường nói quay đầu là bờ cổ nhân không ngu ngơ cổ nhân không ngu si cổ nhân là người buông bỏ giọng tưởng phân biệt dập trượt quả là đáng nể trong tự tánh có vô lượng trí tuệ, vô lượng đức năng. Nó có thể giải quyết được vấn đề. Nếu như không buông bỏ quý vị làm sao biết được? Không có niềm tin đối với cổ thánh tiên hiền, không có niềm tin với tổ tông không có lòng tin với Phật Bồ Tát Tính tâm là giới hạn thấp nhất Của tất cả Pháp thế xuất thế gian Giới hạn này Không còn thì hết cách cứu Trung Quốc gặp tai họa lớn như vậy Trước đây Ông Hồ Thu Nguyên nói rất hay. Người này lớn hơn chúng tôi một bậc, ông lớn hơn tôi khoảng hơn 20 tuổi. Là một học giả rất nổi tiếng. Khi tôi đến thăm ông, ông nói với tôi: "Người Trung Quốc trong thời đại này, rốt cuộc vấn đề là đâu?" Nếu nói vấn đề nghiêm trọng nhất chính là đánh mất lòng tự tin của dân tộc. Đây là nguồn gốc của thiên tai, là nguyên nhân đầu tiên. Chúng ta đánh mất lòng tự tin của dân tộc. Mù mờ học theo người phương Tây. phương pháp của người phương tây thật sự tốt hơn của người xưa chúng ta ư phương pháp của người phương tây chúng ta đã thấy còn của cổ nhân chúng ta chưa thấy được tất cả đều bị quỷ diệt rồi đến nhật đến hàn quốc còn có thể thấy được một ít không nhiều nhưng rất đáng quý Nếu như đại chúng trong xã hội không biết coi trọng Tôi nghĩ Nhật Bản cũng duy trì không được bao nhiêu năm Cũng sẽ biến mất Thật đáng tiếc Thang ân tỷ nói Có thể cứu vãn xã hội hiện nay Có thể cứu vãn thiên tai trên thế giới Chỉ có học thuyết khổng mạnh và Phật Pháp Đại Thừa nhưng thế nào chúng ta không tin Người anh có tin chăng Họ bán tin bán nghi Tôi phỏng vấn Đại học Oxford Đại học Cambridge Và Đại học London Tôi từng thảo luận với họ tôi hỏi những gì than ân tị nói quý vị có tin chăng họ nhìn tôi cười không trả lời tôi hỏi ngược lại một câu như vậy là than ân tị nói sai ừ họ vẫn cười không nói gì sau cùng Ép tôi không thể không nói Tôi nói với mọi người Tha ngân tị nói không sai Có thể chúng ta đọc và hiểu sai lời của ông Đây là thật không phải giả Học thuyết khẩu mạnh là gì? tôi tiếp xúc với ba trường này là hệ hán học khoa này ở úc châu là trung tâm nghiên cứu truyền thống văn hóa xưa rất nổi tiếng họ nói tiếng bắc kinh rất giỏi có thể đọc cổ văn chúng tôi rất khâm phục vấn đề của họ là gì không có tâm thành kính như cổ nhân đại sư ấn quang nói mỗi phần thành kính được mỗi phần lợi ích người học tập không có tâm chân thành cung kính là thiếu điểm này mà điểm này quan trọng hơn tất cả quý vị có thể thành tựu hay không Thật sự hiểu được nghĩa chân thật Của cổ thánh tiên hiện Đều ở chỗ thành kính Tiếp thu giáo huấn của họ phải khiêm tốn Tâm địa phải thanh tịnh Không được có chút ô nhiễm nào Hoàn toàn thanh tịnh tiếp thu nó Lợi ích này là vô biên Nếu như mang theo thành kiến dùng tư tưởng của riêng mình để nhận xét thì vấn đề rất khó khăn nhìn thấy là lập tức phê bình như vậy làm sao hiểu được nghĩa chân thật của nó Những gì trong kinh nói Đều là nói Nhân tâm bây giờ Là chứa ngại trong việc học Phật Đại luận nói Đại luận là đại trí độ luận Vô lượng chúng sanh Có ba loại thân khổ thân có ba loại khổ lão bệnh tử rất nhiều người trẻ tuổi khi chưa già chưa bệnh chưa chết nên họ không biết ba cái khổ này đến khi già bệnh sắp chết họ mới biết lúc đó hối hận cũng không kịp Còn có ba loại tâm khổ Họ không cảm nhận được tâm khổ này Tham sân si Điều này phải là người có trí tuệ mới biết được Nếu biết được ba thứ này là khổ Họ còn làm điều này ư Họ không biết Thánh hiền nhân biết Phật Bồ Tát biết lại có ba loại hậu thế khổ Hậu thế khổ là gì? Là quả báo Có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh Tham tâm là ngạ quỷ Sân nhuế là địa ngục Khu si là súc sanh Ta nói nhưng họ không tin Họ cho rằng đây là tôn giáo là mê tín là lời giả dối cho nên họ đối với điển tịch của thánh hiền sao có thể xem hiểu được nếu như họ không cầm lửa đốt nó coi như là không tệ họ đã có thiện căng Người không có thiện căn họ sẽ quỷ diệt tất cả Tóm lại mà nói Có ba khổ, tám khổ, dân dân Đều là hoạn sanh tử trong tam giới Để thẩm sanh tử thật là khổ Nên gọi là khổ đi đấy. đấy là xuyên năng thẩm xét Tư duy quan sát sanh tử thật sự rất khổ sanh tử tượng trưng điều gì luôn hồi lục đạo đời đời kiếp kiếp oan oan tương bạo không bao giờ dứt thật sự là khổ đi tam khổ là khổ khổ hoại khổ hành khổ bác khổ có sanh lão bệnh tử ái biệt ly oán tán hội ngụ âm xí thành điều này trong kinh đức phật thường nói Chúng ta tỉ mỉ Đi phản tỉnh quan sát Là những gì chúng ta phải chịu trước mắt Tập đế Tập nghĩa là chiêu tụ Nếu tâm tương ưng với kết nghiệp Tương lai nhất định có thể chiêu tụ khổ sanh tử nên gọi là tập. Tập là tạo tác. Những gì hiện nay làm như khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác nghiệp chính là sự khi tạo tác gọi là sự quý vị làm điều gì làm xong việc gọi là nghiệp nghiệp chiêu cảm quả báo trong đời sau thiện nghiệp được phước báo ác nghiệp chính là ác báo Hiểu được đạo lý này Khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Tự nhiên không tạo ác nghiệp nữa Nhưng Đức Phật nói với chúng ta Thiện nghiệp cũng không phải thật sự thiện Vì sao vậy? Vì không ra khỏi luân hồi lục đạo Lục đạo thống khổ Dục dưới cả ba loại khổ đều có Khổ khổ hoại khổ hành khổ Sát giới thiên không có dục Không có khổ khổ nhưng có hoại khổ có hành khổ Vô sát giới thiên đây là phàm phu cao cấp Đến thân cũng không cần Nên họ không có khổ khổ, không có hoại khổ, nhưng có hành khổ. Hành khổ là gì? Họ không cách nào duy trì mãi mãi. Thời gian tuy dài nhưng cũng có lúc đến cùng. Lúc đến cùng vẫn phải đọa lạc, khổ liền đến. Nên họ không phải là giải quyết tận gốc đức phật dạy tam giới đều là khổ tam giới là toàn bộ luân hồi lục đạo đức phật thấy rất rõ ràng ngài biết người trong luân hồi lục đạo không nhận ra tưởng rằng có niềm vui nhưng đó là sai lầm Bên dưới nói về việc đi Tận đi Tận tức là việc Việc tức là tận việc Việc nghĩa là việc vô di Kết nghiệp đã tận Tức không có tích lũy hoạn nạn của sanh tử Nên gọi là gì? Diệt, diệt. Vậy mà quả không thể diệt Phải diệt từ nhân Ta không tạo nhân ác Sẽ không chịu ác bao Đến nhân thiện ta cũng không tạo Như vậy quả báo thiện trong tam giới ta cũng không thọ Mới có thể vượt thoát được Chúng ta phải nghe rõ điều này Không được sinh ngộ nhận Ngộ nhận vẫn là đang tạo nghiệp Những gì ta tạo đều là nghiệp bất thiện Đức Phật dạy chúng ta đoạn ác tu thiện Ở sau còn một câu là tam luân thể không Đây gọi là tu tịnh nghiệp Quả bao không phải ở lục đạo Đoạn ác Không chấp tướng của đoạn ác Tu thiện Không chấp tướng của tu thiện mãi mãi giữ tâm mình thanh tịnh bình đẳng giác dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác để đoạn ác tu thiện là đúng đoạn ác tu thiện đối với bản thân mà nói tiêu được tập khí nghiệp chướng của chúng ta từ vô thị kiếp đến nay Đây là tự lợi Đối với người mà nói là làm tấm gương tốt cho xã hội đại chúng Người ta thấy quý vị đoạn ác tu thiện Người thật sự thấu suốt Nhìn thấy quý vị đang hành Bồ Tát Đạo Quý vị đang giáo hóa chúng sanh Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian Trụ thị 80 năm Dạy học Giảng kinh Giả hóa chúng sanh suốt 49 năm Không phải đều là làm gương cho chúng ta thấy ư Bá tướng thành đạo là biểu diễn không phải thật vốn là Phật Ngộ rồi tức vốn là Phật Ngộ ra là vô lượng kiếp Vô lượng kiếp trước ta sớm đã thành Phật Mỗi người đều như vậy Bởi thì lời Đức Thế Tôn nói là thật Hoàn toàn không phải giả Việc phải biết việc là gì Việc những thứ dơ bẩn trong lòng những thứ tạp loạn vì tâm của quý vị vốn là thanh tịnh không nhiễm chút bụi trần hiện nay trong tâm này vì sao có nhiều rác rưởi như vậy bản thân đã có nhiều còn đem những thứ dơ bẩn của người khác để hết trong lòng mình có thể thứ của người khác còn nhiều hơn của mình biến thành thùng rác lớn như vậy được coi là thông minh ư người thông minh thật sự sẽ trừ sạch tất cả khi đoạn sạch rồi nói cho chư vị biết đến phật pháp cũng không cần kinh kim Cang nói rất hay Pháp còn phải xả huống gì phi pháp Pháp đó là Phật Pháp Đây là lời của Đức Thí Tôn Quý vị đem những pháp của Đức Phật nói Đều để trong lòng như vậy cũng sai Những pháp này là thiện pháp Quả báo trong ba đường lành Nhưng không ra khỏi luân hồi lục đạo Bởi thấy pháp cũng phải xả Kinh vô lượng thọ Pháp môn tịnh độ rất hay Vậy ta điều gì Tất cả đều buông bỏ Trong tâm Chỉ có một thứ chưa buông cũng không được Nhưng luôn phải có một thứ Quý vị mới có thể buông bỏ được thứ khác Tịnh độ tôm vậy Trong tâm quý vị chỉ có Phật A-di-đà Ngoài Phật A-di-đà ra đều buông bỏ hết Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Không có nói Phật Pháp là ngoại lệ Buông bỏ tất cả chỉ có Phật A-di-đà Mục đích ở đâu? Tôi muốn đến thị giới cực lạ Chỉ một niệm này Ngoài niệm này ra không có niệm thứ hai Đến thế giới cực lạc Quý vị mới quát nhiên đại ngộ Thì ra bản thân chính là Phật A-di-đà Phật A-di-đà ở thế giới Tây phương cực lạc Từ đâu mà có là từ tự tánh chúng ta biến hiện ra Tất cả Pháp không rời tự tánh Biện Pháp giới hư không giới không có pháp nào không phải từ tự tánh biến hiện ra tất cả đều là tự tánh biến hiện quý vị đều minh bạch ngoài tâm không có pháp ngoài pháp không có tâm tâm và pháp là một không phải hai Vấn đề này mới thật sự giải quyết được Triệt để giác ngộ Không còn có ý niệm Có niệm là sai Chúng ta chưa đạt đến cảnh giới này Cần phải niệm Phật A-di-đà Đến cảnh giới này Phật A-di-đà cũng không có Nhất định phải biết điều này chưa đến quả vị diệu giác Phải nắm bắt Phật A-di-đà Ta chỉ có một phương pháp này Ngài sẽ giúp chúng ta Chứng được cứu cánh quả Phật Trong tất cả Pháp Không thể xoánh được Cứu cánh viên mãn Bộ kinh này là nói về vấn đề này, là nói về việc này. Kết nghiệp đã tận, tập khí phiền não đều đoạn tận. Không còn hoạn lụy sanh tử. Sanh tử là căn bản. Sanh tử không còn, lục đạo sẽ không còn. Thập Pháp giới cũng không còn Trong mười Pháp giới không rời sanh tử Đây gọi là gì? Nên các phiền não kiết sử diệt Nghiệp tam giới cũng diệt Thiện nghiệp ác nghiệp của tam giới Thiện ác nghiệp đều không có Nếu nghiệp phiền não trong tam giới diệt Tức là diệt đế hữu dư niết bàn Nghiệp của tam giới là nhân Nhân diệt Còn quả thì sao? thân thể vẫn còn đây gọi là hữu dư niết bàn còn quá thân tuy quá thân nhưng không có ý niệm trong kinh kim, kim cang nói vô ngạ tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ già tướng không những không có tứ tướng mà tứ kiến cũng không có Đoạn sau Kinh Kim Cang nói Vô ngạ kiến, vô nhân kiến, vô chúng sanh kiến, vô thọ giả kiến Tứ kiến cũng không còn Tứ không có ý niệm Nhất niệm bất sanh Thân thể còn Thân thể còn là hữu dư Thân thể này không cần nữa thì sao Gọi là vô dư y miết bàn Điều này bên dưới nói Vì nhân diệt nên quả diệt Lúc bỏ báo thân này Khổ quả đời sau mãi mãi không tương tục Sau khi thân này diệt diễn diện Không còn trôi lăn trong luân hồi Đây gọi là nhập vô dư Niết Bàn Khi nào chứng được Niết Bàn Là chứng được khi còn sống Rất nhiều người ngộ nhận cho rằng niết bàn là chết. Sai lầm. Niết bàn không thể dịch là chết, niết bàn dịch là diệt, diệt điều gì? Diệt tập khí phiền não. Tất cả nghiệp nhân quả báo được không còn gọi là diệt. Không thể nói chết nghĩa là niết bàn, nếu chết là niết bàn như vậy không cần tu hành, có ai không chết? Khi chết không phải đều nhập niết bàn hết sao Điều này nói không thông suốt Vì vậy Niết Bàn là chứng được khi sống Nên nó cũng dịch là duyên tịch Duyên là duyên mãn Công đức duyên mãn Tịch là thanh tịnh tịch diệt Cũng tức là nói Họ buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước Tức thanh tịnh tịch diệt Bởi thế tuyệt đối không được ngộ nhận Nhưng ngày nay rất nhiều người ngộ nhận Cho rằng người xuất gia khi chết đều gọi là duyên tịch Đều gọi là niết bàn Hoàn toàn hiểu sai ý Đạo đế Đạo nghĩa là năng thông Thông đạt không có chướng ngại Đạo là con đường Đây là con đường thành Phật Đây là con đường liễu sanh tử Đạo, đạo có chánh đạo trợ đạo Thông thường Chánh là trí tuệ Trở là thiền định Chánh là nhìn thấu Trở là buông bỏ Vì sao không buông được Vì chưa nhìn thấu Nhìn thấu là gì Thấu hiểu triệt để Hoàn toàn thấu hiểu chân tướng sự thật Như mắt Lan nói điều này Ông hoàn toàn đã hiểu rõ về hiện tượng vật chất Thì ra hiện tượng vật chất là do huyễn tướng Của ý niệm tích lũy nên Chúng ta thấy sai Cho rằng vật chất là có thật Vật chất có thể cứng, có thể lỏng, có thể khí Đây là nguyên nhân gì? Tần suốt khác nhau tần suất chậm liền biến thành thể cưng nhanh hơn một chút biến thành thể lỏng nhanh hơn nữa biến thành thể khí nhanh hơn thể khí biến thành ánh sáng biến thành điện chính là dòng điện tần suất khác nhau hoàn toàn là hiện tượng dao động mà tốc độ dao động còn rất nhanh hiện tượng này mắt len đã thấy được nhưng bồ tát di lạc đã nói ra con số nhanh đến mức độ nào bồ tát di lạc nói một khẩy móng tay thời gian một khẩy móng tay rất ngắn một giây tôi tin rằng có người khẩy rất nhanh trẻ tuổi sức khỏe thân thể cường tráng một giây khảy được năm lần là chuyện bình thường Nếu nói năm lần Lấy năm lần mà nói Trong một giây Có một ngàn sáu trăm triệu tần suất Là số lần nó dao động Trong một giây có một ngàn sáu trăm triệu Sanh ra huyện tượng chúng ta tưởng là thật Hiểu được hiện tượng này Niệm niệm bất khả đắc Như chúng ta xem phim Ở đây Tôi có một đoạn phim Băng nhựa phim đèn chiếu Chiếu phim này lên màn hình Một giây có mấy tấm 24 tấm Mở ống kính ra Tấm này Hiện lên trên màn hình Đóng ống kính lại Rồi mở ra Liền đổi qua tấm thứ hai Tốc độ thay đổi của nó rất nhanh Một giây có bốn tấm Chúng ta đã bị màn hình này gạt Tưởng rằng nó là thật Bây giờ Bồ Tát Di Lạc nói Một giây có bao nhiêu tấm Nghĩa là sanh diệt bao nhiêu lần? Một ngàn sáu trăm triệu lần Làm sao quý vị biết được nó là giả? Hai mươi tư tấm là đã gạt được Quý vị không cách nào phân biệt được Bây giờ nói với quý vị về chân tướng Một giây Có một ngàn sáu trăm triệu mỗi ý niệm đều khác nhau nên hoàng nguyên quán nói xuất sanh vô tận chúng ta hoàn toàn hiểu sai thấy sai nghe sai cho rằng là thật không hiểu được chân tưởng sự thật chỉ có phật bồ tát tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh nghĩa là thiền định trong thiền định thầm thầm thấy được cho nên chư phật bồ tát là cảnh giới hiện lượng các nhà khoa học vẫn là tỷ lượng không phải hiện lượng các nhà khoa học mượn toán học để suy đoán có khả năng này sau đó dùng máy móc tinh vi để quan sát đã phát hiện họ nói với chúng ta tốc độ của ý niệm này rất nhanh không nói ra chữ số chỉ nói rất nhanh bồ tát di lạc nói với chúng ta một khẩy móng tay có ba mươi hai ức một trăm ngàn niệm 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 thành hình hình tức là hiện tượng vật chất nghĩa là trong một giây có bao nhiêu hiện tượng vật chất ba trăm hai mươi triệu đây là một khẩy móng tay ba trăm hai mươi triệu hiện tượng vật chất nó tích lũy ở đó quý vị nhìn thấy hình như là vật chất Hơn nữa hiện tượng vật chất Mỗi hiện tượng vật chất đều có thức Thức là gì? Là thọ tưởng hành thức Hiện tượng vật chất là sắc Trong kinh hợp lại gọi là ngũ uẩn Sắc thọ tưởng hành thức Thời gian nó tồn tại Là một khẩy móng tay có 320 triệu Một cái móng tay này Bây giờ chúng ta phải tính bằng dây Lấy năm lần khẩy móng tay là một giây Đó chính là một giây Trên một ngàn sáu trăm triệu ý niệm Đây là thời gian tồn tại của một ý niệm Chính là ngũ uẩn Mà Bồ Tát Quán Thế Âm nhìn thấy được Ngũ uẩn đều là không Dùng về để thấy trí tuệ Quý vị xem trong tâm kinh nội Quán tự tại Bồ Tát nghĩa là quán thế âm Lúc Ngài hành thâm bát nhã ba la mật đa Thấy được ngũ uẩn đều là không Ngũ uẩn đều không là sao Bây giờ chúng ta đã hiểu Tức là hiện tượng mà mắt Lan phát hiện Một giây có một ngàn sáu trăm triệu lần sanh diệt Trên một hình ảnh ông đã thấy được điều này Bởi thì nó không phải thật mà là giả Điều này hiện nay trong khoa học gọi nó là tiền dị khoa học Vì khoa học hơn 300 năm nay đều nghiên cứu về vật chất chưa từng nghiên cứu hiện tượng tinh thần toàn là vật chất bây giờ biết được vật chất từ đâu mà có là ý niệm biến hiện ra cho nên hiện nay có không ít nhà khoa học trẻ nghiên cứu về ý niệm nghiên cứu về tư duy chúng ta tin rằng khoảng hai ba mươi năm sau được khắp xã hội đại chúng thừa nhận Có lợi ích gì? Lợi ích rất lớn Thứ nhất Quý vị có thể trẻ mãi không già Không dám nói trường sanh bất lão Nhưng có thể sống lâu thỏa mãn dài Có thể kéo dài sự suy lão Không đến nội lão quá quá nhanh Nguyên nhân gì? Vì chúng ta hoàn toàn dùng thiện niệm Ý niệm hoàn toàn thanh tịnh Như vậy sẽ không sanh bệnh Tất cả Pháp tự tâm tưởng sanh Thường nói chỗ này tôi đau Chỗ kia tôi đau Đây có vấn đề kia có vấn đề Thật sự xảy ra vấn đề Vì vấn đề là từ tâm tưởng sanh Ý niệm có thể khiến tế bào chúng ta sanh ra biến hóa tế bào bình thường chúng ta nghĩ sao nó có vấn đề được nhưng nó thật sự có vấn đề sao lại xảy ra vấn đề quý vị nghĩ ra đây chính là ý niệm chỉ huy vật chất cho nên ý niệm bất thiện đều biến thành thiên tai ý niệm thiện biến thành thiên đường biến thành thế giới cực lạc có thể hóa giải được thiên tai ngày nay trên địa cầu chăng được nếu chúng ta không có tham tâm Buông bỏ tham tâm sẽ không có lũ lụt Buông bỏ sơn nhuế Quả hoạn không còn Nhiệt độ của địa cầu không cao như vậy Tất cả đều trở lại bình thường Không có ngu si Gió bão không còn Ngạo mạn không có Động đất không còn không có hoài nghi kiến lập tín tâm sẽ không có chuyện núi lở đất sụp có thể giải quyết tiến sĩ paladin người mỹ năm ngoái ông ở sydney tham gia hội nghị của các nhà khoa học Hội nghị ngày thứ hai, họ hoàn toàn thảo luận làm sao để ứng phó dự ngôn thiên tai năm 2012 của Maya. Ông nói rất hay. Ông nói chỉ cần nhân dân trên địa cầu trong giai đoạn này thật sự có thể giác ngộ. bỏ ác dương thiện. Cái tà quy chánh, đoan chánh tâm niệm. Không những có thể hóa giải thiên tai mà còn đưa địa cầu đi đến một tương lai tốt đẹp hơn. Quý vị xem. Ông ta nói như vậy, nhà khoa học này cũng là từ vật lý chuyển qua nghiên cứu tâm lý. Đều nghiên cứu về sức mạnh của ý niệm Phát hiện năng lượng của ý niệm Vô cùng lớn Ý niệm của chúng ta vì sao không thể sanh Vì ý niệm chúng ta tản mát, quá tạp, quá loạn Giống như ánh sáng Quý vị thấy ánh sáng Ánh sáng chiếu ra bốn phía Chúng ta không thấy được sức mạnh của nó nếu tập trung ánh sáng này lại để nó phát xạ Giao một mục tiêu Sẽ biến thành tia laser Tia laser có thể xuyên qua tấm gan Còn ánh sáng này tờ giấy cũng không xuyên qua được Cách một trang giấy là có thể che được nó Bởi thì nếu ánh sáng này tập trung vào một nơi quả là đáng sợ các nhà khoa học phát hiện nếu ý niệm của chúng ta tập trung vào một điểm sức mạnh đó vô cùng lớn mạnh trong kinh đức phật đã nói về điều này chỉ tâm nhất sự vô sự bất biện còn có một câu tương đồng với điều này chỉ tâm nhất sự là chỉ của tịnh chỉ chỉ tâm nhất sự vô sự bất biện Chí là không chỉ là khống chế Chế tâm nhất sự Vô sự bất biện Có thể chế tâm một chỗ Bệnh hoạn trên thân thể chúng ta Đều được khôi phục bình thường hết Đều là do ý niệm quá tạp loạn Nguyên nhân chính là gì? Không tin chính mình Đây là thật mất niềm tin đầu tiên là mất lòng tự tin không tin bản thân mình lòng tự tin mạnh nhất nói cho quý vị biết đó là phật bồ tát họ có lòng tin kiên định tuyệt đối nên không có gì họ không làm được hôm nay thời gian đã hết chúng ta tạm dừng tại đây ngày mai kinh này chắc Nhiều nhất là hai lần Ngày mai có thể giảng xong Giảng không xong Thêm một lần nữa sẽ giảng viên mạng Sau khi viên mạng Chúng ta lại giảng lại từ đầu Giảng lần thứ hai Tuy bạn mới chưa in ra Nhưng có thể dùng bản cũ này Chúng ta vẫn dùng chú giải của Hoàng Niệm Tổ Chú giải của ông là tập chú Quý vị xem trong chú giải trích dẫn 83 loại kinh luận, 101 loại trước tác của các bậc tổ sư đại đức. Tất cả có 193 loại. Tập kinh và luận đại thừa của các vị tổ sư đại đức, chú giải về bộ kinh này quả là không thể nghĩ bàn. Ông khiêm tốn Ông cũng biết chú giải của mình Chưa chắc người ta đã tin Làm như vậy mọi người không còn gì để nói Không thể không tin Lấy kinh, chú kinh Dùng chú giải của chư vị tổ sư Đại Đức Làm y cứ Thôi hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật